công nhân bọc bột đậu phộng trong giấy thấm dầu, đun thành bánh bằng máy ép thủy lực ở trên. Những chiếc bánh dầu này sau đó được xếp chồng lên nhau. Đồng thời, các thân kim loại hai bên bắt đầu tác dụng lực ép bánh dầu. Ngay sau đó, dầu đậu phộng đã được ép ra khỏi bánh. Đây là nhà máy chuyên nghiền dầu lạc. Công nhân đổ đậu phộng đã phơi nắng lên băng truyền và sau đó cùng nhau thả xuống máy tách vỏ bên dưới. Dưới đòn đánh của máy, vỏ lạc bị bung ra khỏi thân và phần đậu phộng còn lại được treo trên băng tải dọc theo lỗ nguyên liệu. Sau đó đưa qua một dãy sàng dung, loại bỏ hoàn toàn các tạp chất còn sót lại bên trong. Sau khi chế biến xong, công nhân cho chúng vào bao tải. Sau khi kiểm soát cân nặng, dùng máy hàn miệng túi để may túi bằng đường chỉ mảnh. Một số đậu phộng này được gửi đến các nhà hàng để chế biến, phần còn lại sẽ được xử lý trực tiếp để khai thác dầu. Công nhân đổ đậu phộng vào xô trước, sau đó nó rơi trên băng tải xoắn ốc bên dưới. Nó có thể kiểm soát tốc độ vận chuyển của đậu phộng rất tốt, để nồi đảo bên dưới cho lạc chín hoàn toàn. Trong quá trình xào, người thợ sẽ dùng dụng cụ để lấy ra một ít lạc, kiểm tra xem đã chín chưa. Trong trường hợp bình thường, bề mặt của đậu phộng chiên sẽ xuất hiện một chút cháy đen. Lúc này, đậu phộng sẽ rất giòn, để nó có thể tiếp tục được chuyển đến máy xay, xay thành bột mịn. Bột xay lại được chuyển qua máy đảo, tiến hành đảo, tăng sản lượng dầu của hạt đậu phộng. Bên dưới máy xào, công nhân sẽ chuẩn bị trước một tờ giấy dầu, trải lên vật chứa đã chuẩn bị sẵn. Sau đó cho lạc đã xay vào thùng, gói xong để lên vỉ sắt. Sau đó, nó được gửi đến máy ép thủy lực để đun. Lúc này đậu phộng đã nghiền nát đã bắt đầu tiết dầu và trở nên săn chắc hơn. Lúc này công nhân sẽ xếp chồng lên nhau. Sau đó, dưới sự tương tác của hai máy, dầu trong những hạt đậu phộng xay này đang bắt đầu bị vắt kiệt và rơi vào khung kim loại bên dưới. Sau khi kết tủa và lọc, dầu lạc đã sẵn sàng. Sau đó, bạn có thể gửi chúng đến nơi cần. Bạn có thể tin được không? Chỉ cần lắp một vòi ở bên cây, có thể nhận được hàng chục lít siro. Những thứ này kết nối cả khu rừng phong. Đó là đường ống được sử dụng để thu thập siro cây phong ở Canada. Kẹo cây phong là một trong những đặc sản truyền thống của Canada. Nó cũng là một trong những nguồn kinh tế quan trọng của Canada. Từ tháng 12, người lao động cần phải trong vòng 2 tháng lắp đặt vòi nước trên 460.000 cây phong. Vào tháng 3, nhựa cây trên cây phong bắt đầu tiết ra và kéo dài từ 6 đến 8 tuần. Nhựa cây sẽ được dẫn đến phòng lọc, dùng để lọc nước từ nhựa cây phong. Mặc dù mỗi cây phong có thể tạo ra tới 50 lít nhựa cây phong sau khi lọc và chỉ có thể chiết xuất siro đắt tiền. Đây là lý do tại sao siro cây phong rất đắt. Công nhân sẽ xử lý nhựa cây phong, gửi đến một nhà máy kẹo gần đó. Cách đun sôi đường truyền thống khác với cách làm siro phong bằng cách đun nóng bằng hơi nước để đẩy nhanh quá trình hình thành siro. Nó cũng giữ lại hương thơm của siro phong. Sau khoảng 4 giờ bay hơi, công nhân chiết xuất siro cây phong đã qua chế biến. Sử dụng hai thang đo để đo tỉ trọng của siro phong đã đạt đến mức đủ điều kiện chưa. Sau đó công nhân sử dụng một mảnh lưới lọc để tạo thành bộ lọc. Siro cây phong đó đi qua bộ lọc, các tạp chất trong cơ thể sẽ được loại trừ hoàn toàn ra bên ngoài và trên giấy lọc. Cuối cùng, có được siro cây phong nguyên chất. Mỗi cây phong cho ra nhựa phong trong hơn 10 năm, cộng với khả năng chống rét, hình dáng cây phong rất bắt mắt. Vì vậy, bạn có thể thấy cây phong ở khắp mọi nơi ở Canada, bao gồm cả lá cờ. Vì vậy, cây phong đã nghiễm nhiên trở thành cây quốc gia của Canada.